Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 27 tháng 3 năm 2023 với đề tựa đó là lời kêu cầu lúc nguy nan. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con cúi đầu kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài luôn ở cùng chúng con. Ngài muốn ban cho chúng con điều tốt nhất trong cuộc đời của chúng con. Và Ngài muốn dạy dỗ chúng con. Chúa, giờ này chúng con cùng học lời của Chúa. Xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con vào trong lẽ thật và trong ý muốn của Chúa, để rồi chúng con hiểu được. Chúng con vâng theo, chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh chúng ta học ngày hôm nay đó là Sự Ký Nhì đoạn 18 câu 27 đến câu 34. Mi-chê bèn nói: Nếu vua trở về bình an, ắt Đức Giê-hô-va không có cậy tôi phán. Người lại nói: Hỡi chúng dân, hết thảy hãy nghe điều đó. Vậy vua Israel và Giô-sa-phát, vua Giu-đa đồng đi lên Ramoth tại Ga-la-át. Vua Israel nói với Giô-sa-phát rằng: Tôi sẽ cải dạng ăn mặc rồi ra trận, còn vua hãy mặc áo sống vua. Vua Israel bèn ăn mặc cải dạng rồi hai người đi ra trận. Và vua Syri có truyền lệnh cho các quan cai xe mình rằng: Chớ áp đánh ai hoặc nhỏ hay lớn, nhưng chỉ một mình vua Israel mà thôi. Sảy khi các quan cai xe thấy Giô-sa-phát thì nói rằng: Ấy là vua Israel. Chúng bèn xây lại đặng áp đánh người. Giô-sa-phát kêu la lớn: Đức Giê-hô-va tiếp cứu người, và Đức Chúa Trời khiến chúng giang xa khỏi người. Vậy sảy khi các quan cai xe thấy chẳng phải vua Israel thì thôi chẳng đuổi theo nữa. Bây giờ có một người tình cờ dương cung bắn vua Israel trúng nhầm vua nơi mối giáp đau lại. Ahab nói với người đánh xe mình rằng: Hãy quay cương lại đem ta ra khỏi hàng quân vì ta bị thương nặng. Trong ngày đó thế trận càng thêm dữ dội, song vua Israel đứng vịnh trên xe mình đối mặt cùng dân Syria. Cho đến buổi chiều, người chết vào lối mặt trời lặn. Chúng ta cùng đọc phần bài học. Câu ghi nhớ ở trong câu 31. Câu hỏi suy gẫm: Tiên tri Mi-chê nói gì về vua Ahab? Lời tiên tri ứng nghiệm ra sao? Nhờ đâu vua Giô-sa-phát thoát chết? Chúng ta thường làm gì trong những thử thách nguy nan trong cuộc sống? Tiên tri Mi-chê khẳng định vua Ahab không thể trở về bình an vì Đức Chúa Trời sẽ làm điều Ngài đã phán. Khi biết mình là nhân vật chính của lời tiên tri chết chóc này, vua Ahab bèn cải trang làm một người lính để làm cho lời tiên tri không ứng nghiệm. Ông đề nghị vua Giô-sa-phát phải mặc vương bào và cùng ra trận. Chiến thuật đánh trận thời đó thường là tìm diệt vua đối phương. Do đó vua Syri truyền lệnh cho các quan chỉ huy chiến xa chỉ tấn công một mình vua Ahab của Israel mà thôi. Khi thấy vua Giô-sa-phát mặc vương bào, đối phương liền tấn công vì tưởng đó là vua Israel. Vua Giô-sa-phát kêu la lớn: Đức Giê-hô-va giải cứu và khiến quân thù rời xa khỏi người. Vua Ahab dù đã mặc áo giáp và cải trang, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến cho mũi tên của một người dương cung bắn một cách tình cờ lại trúng nhầm vua nơi mối giáp đau lại, khiến cho vua bị thương nặng và đến lúc mặt trời lặn thì chết. Chúng ta thấy mọi sự trong chiến trận này đều ở dưới sự tể trị dẫn dắt của Đức Chúa Giê-hô-va, từ việc khiến cho kẻ thù giang xa khỏi vua Giô-sa-phát đến việc điều khiển mũi tên bay về phía vua Ahab và trúng một khe hở của áo giáp. Vua Giô-sa-phát cứu được mạng vì đã biết kêu cầu và được Chúa tiếp cứu, dù chính ông đã đưa mình vào tình thế nguy hiểm này khi liên minh làm theo lời kẻ ác và bất chấp lời khuyên của các tiên tri Đức Chúa Trời sai đến. Vua Ahab dù có cả một ngày dài bị thương nặng và nhìn thấy chiến trận diễn ra khốc liệt, nhưng vẫn cố cầm cự bằng sức riêng của mình. Ông đã đứng vịnh trên xe đối mặt cùng dân Syri với sức mình và tuyệt nhiên không hề kêu cầu Chúa. Khi ở trong thử thách nguy nan, chúng ta thường có thái độ giống như một trong hai vua này, hoặc vua như vua Ahab do hoàn cảnh đã quá tuyệt vọng, hoặc thấy mình đã đi quá xa khỏi Chúa và đường lối của Ngài nên không còn muốn nhờ cậy Ngài nữa, hoặc như vua Giô-sa-phát biết mình
dù yếu đuối sai lầm nhưng vẫn tin tưởng sự tẩy trị của Chúa, và trong hoàn cảnh gian nan nhất vẫn tin Chúa luôn ở bên mình vì biết rằng nếu kêu cầu Ngài chắc chắn sẽ lắng nghe. Vua Giô-sa-phát dù có sai lầm nhưng ông vẫn là người có đức tin và nhờ đó được giải cứu. Chúa sẽ luôn ở bên cạnh lắng nghe và đáp lời kêu cầu với đức tin của chúng ta theo sự tẩy trị của Ngài. Dạ, cô chú anh chị em ơi, khi đọc cái câu chuyện này tự nhiên lại trong lúc đọc thì Chúa cho lại nhớ đến cái lời kêu cứu của Phi-rơ khi ông đi trên mặt biển. Chúng ta nhớ câu chuyện đó không ạ? Phi-rơ đi trên mặt biển để đến với Chúa, nhưng mà ông thấy sóng to gió lớn, thấy con thuyền xa xa thì ông hồng hụp xuống và ông kêu Chúa ơi cứu con. Thì ngay lúc đó Chúa đã đưa tay đem ông vào trong thuyền. Cảm tạ ơn Chúa. Và ở đây chúng ta thấy rằng trong lúc nguy hiểm vô cùng, vua Giô-sa-phát bị vây lấy và người ta tưởng là vua Israel cho người ta tấn công, thì lúc đó vua Giô-sa-phát đã kêu la lớn, và tôi tin chắc rằng đó chính là cái lời kêu giống như là Phi-rơ đã kêu Chúa ơi cứu con vậy đó. Hay là lời kêu này lại và cô chú anh chị em trong lúc nào đó mình có kêu không, cô chú anh chị em? Có phải không cô chú anh chị em? Bởi vì chúng ta nhớ rằng tất cả mọi điều chỉ có Chúa giúp chúng ta, chỉ có Chúa cứu chúng ta thôi. Cho nên hãy kêu Chúa ơi cứu con. Và lại lại thấy thêm một cái bài học của chú anh chị em. Không phải mình đợi nguy nan mình mới kêu đâu. Xin đừng có như vậy. Ông Giô-sa-phát này, ông bữa trước mình đã học cái bài này rồi với cô chú anh chị em, là lẽ ra ông nên cầu nguyện, nhưng mà ông đã vội vàng quyết định liên minh với vua Ahab. Cô chú anh chị em nhớ không? Cho nên là ở đây ổng đã vội vàng ổng quyết định như vậy, cho nên bây giờ ổng kêu trong cái sự nguy cấp, ổng kêu Chúa, Chúa yêu thương, Chúa cứu ổng. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta nên kêu Chúa trước, cô chú anh chị em. Đừng đợi nguy cấp như vậy. Đương nhiên trong cuộc sống chúng ta có những lúc chúng ta không có lường trước được, có những việc đến một cách bất ngờ và chúng ta kêu Chúa một cách khẩn cấp, Chúa vẫn cứu chúng ta. Nhưng có những chuyện của chú anh chị em lại muốn đó là chúng ta kêu Chúa trước. Chúa ơi hôm nay con làm cái này, con làm cái kia, xin Chúa ở cùng con. Thì chúng ta sẽ không rơi vào cái trạng thái là phải kêu cứu nữa, mà là biết chắc mình đang được Chúa ở cùng vì cớ mình đi trong cái chương trình của Chúa. Ngày hôm nay lại thấy có ở đây cái bài học nói về ông vua Ahab đó. Ổng bị thương nguyên một ngày dài vậy đó, nhưng mà ổng không có kêu cầu Chúa, ổng cứng lòng vô cùng. Ông đứng vịnh ở trên xe rồi đối mặt quân Syria với sức mình là tuyệt nhiên không hề kêu cầu Chúa. Ở đây lúc mình đọc á thì nếu mà theo cái cách nhìn của người đời, ông vua này ổng kiên cường quá, vâng của chú anh chị em. Ông bị thương rồi ông vẫn dịnh cái xe, ông vẫn đứng ở đó, ông vẫn đối diện với quân thù. Người ta hay quá, ông vua ông giỏi quá, ông là một người anh hùng. Chúng ta đôi khi bị như vậy đó. Đôi khi mình sống mình cố gắng trở thành một anh hùng của đời này, không kêu cầu Chúa, hoặc là có kêu nhưng mà dường như mình vẫn còn dùng cái sức riêng của mình. Mình vẫn vịnh tay ở trên xe, mình vẫn đứng ở trên chân của mình và bảo rằng tôi làm được, tôi còn sức làm được, tôi sẽ làm, tôi thế này thế kia. Và khi mà mình nói tôi được có nghĩa là lúc đó Chúa sẽ không làm. Cho nên nếu ai đang đang cố gắng xây dựng một hình ảnh mà tôi đang đứng kiên cường, tôi là người anh hùng, tôi làm được điều này điều kia, cẩn thận vì cô chú anh chị em sẽ phải thất bại. Ở đây ông Ahab ông phải chết. Nhưng mà chúng ta sẽ bị thất bại vì cớ chúng ta cậy sức riêng của mình và cho rằng mình là anh hùng, mà nhất là đây là cái cách của đời này đó. Tung hô, người ta tung hô mình lắm. Ồ, ông vua ông hay quá, ổng bị thương vậy mà ổng vẫn kiên cường, ổng đứng như vậy. Ồ, cái anh đó hay quá, ảnh rất là quân tử, cái chị đó chị rất là hay, chị kiên cường. Tất cả những cái đó là gì? Là sự kiêu ngạo của chú anh chị em ơi. Xin Chúa thương xót để rồi chúng ta biết cái nguy hiểm đó với chúng ta như là Giô-sa-phát, Chúa ơi cứu con. Thà là chúng ta chấp nhận mình thất bại hoàn toàn ở trước mặt Chúa, trước mặt mọi người khác nữa, nhưng mà Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Còn hơn mình muốn chứng minh mình giỏi, mình kiên cường ở trước mặt người khác, mình sẽ bị thất bại vì cớ mình đã để Chúa qua một bên. Mặc dù mình cũng nói rằng Chúa ơi con nhờ Ngài, nhưng mà đâu đó chúng ta vẫn dùng sức riêng của mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta.
Dạ, nên là chỉ học ngắn như vậy thôi, và lại tin rằng bài học các đệ tử của Chúa soạn cũng đầy đủ cho mỗi chúng ta. Và chúng ta suy nghĩ đến cái câu hỏi đây là gì? Có khó khăn nào lớn đến nỗi bạn tuyệt vọng không còn muốn kêu cầu Chúa không? Đây có này cô chú anh chị em, đây là một cái bài học rất là hay đó cô chú anh chị em. Nhiều khi trong cái bước đường theo Chúa mình kêu cầu hoài, cuối cùng mình cảm thấy là tuyệt vọng rồi, mình không kêu cầu Chúa nữa. Có. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta đừng rơi vào như vậy. Hoặc là chúng ta rơi vào như vậy thì chúng ta phải tỉnh thức. Chúng ta phải nhớ rằng cần phải kêu Chúa. Luôn luôn kêu cầu Chúa và bền đổ kêu cầu Chúa. Ngài sẽ đáp lời khi chúng ta tìm kiếm Chúa và gặp được khi chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng của chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng đầy ân sủng, đầy lòng nhân từ và quyền năng. Xin cho con luôn đến với Ngài và nhờ cậy nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh, dù nguy nan đến đâu. Nguyện đời con luôn ở trong sự tể trị toàn năng của Ngài. Chúa ơi, có lúc nào chúng con kiêu ngạo, có lúc nào chúng con nói bằng miệng của con là ô tôi làm được, tôi có thể, và chúng con đang gắng gượng bằng sức của chúng con, thì Chúa ơi, xin Chúa ngài cho chúng con chạy đến với Chúa và nói rằng Chúa ơi, con không thể, con không còn sức và con cần Chúa. Con tin rằng đến với Chúa bằng lòng đau thương thống hối, bằng một cả một cái sự kêu xin như vậy, Chúa ngài sẽ đáp lời. Xin giúp cho cô chú anh chị em con học được bài học này để trong cuộc sống của chúng con không ngừng kêu cầu Chúa, chúng con không ngừng cầu nguyện với Chúa, và phải cầu nguyện với Chúa trước khi chúng con rơi vào những hoàn cảnh như vậy, chứ không phải chúng con đợi rơi vào hoàn cảnh như vậy thì mới la lên, mới kêu xin. Nhưng cũng có những lúc bất ngờ quá chúng con sẽ kêu xin, và con tin chắc rằng Ngài luôn đưa tay ra nắm lấy chúng con và đem chúng con vào sự bình an ở trong Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện danh Chúa Giêsu Christ. Amen.